Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: giám sát bình ổn thị trường hàng hóa sau mưa lũ; bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác thu, giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chuyên mục. Trong những ngày qua, do tâm lý sợ ngập lụt, mất điện cục bộ nên nhu cầu mua sắm tích trữ của người dân tăng cao. Tuy nhiên, các cửa hàng siêu thị, trung tâm thương mại đã kịp thời bổ sung hàng hóa để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác ứng trực, tăng cường giám sát, bình ổn thị trường hàng hóa vùng mưa lũ. Hiện nay, tại các hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo để phục vụ người dân. Các đại lý, cửa hàng vùng sâu vùng xa, các khu vực thuộc vùng trũng có nguy cơ ngập lụt cục bộ dài ngày cũng đã tăng nguồn hàng dự trữ tại chỗ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân trong mọi điều kiện thời tiết, không để xảy ra thiếu hụt hàng hóa thiết yếu. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện nay, các cửa hàng đã chấp hành quy định về bán hàng hóa đúng giá niêm yết, không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gây khó khăn cho người dân vùng thiên tai, vùng lũ. Hàng năm vào cái mùa mưa bão này thì bên phía đơn vị chúng tôi là luôn luôn dự trữ hàng đầy đủ và cam kết là với giá cả là không biến động, ổn định giá cho bà con nhân dân trong quá trình mưa bão này. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị được các lượng hàng thật chu đáo để phục vụ cho người dân. Đặc biệt nhất là cái giá cả của các mặt hàng đều không tăng giá, đều ổn định để phục vụ trong cái mùa mưa lũ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở. Và chúng tôi cam kết rằng là tất cả các loại mặt hàng đều không tăng giá, đều ổn định. Thì tất cả các lượng hàng đều là những lượng hàng mà chất lượng tốt. Đấy, thì trong cái thời gian mà có vận chuyển hàng hóa mà có lỗi hoặc là do hạn cất đạn thì là các nhà phân phối và các công ty sẽ đổi trả để đảm bảo cho người dân. Để ổn định thị trường trên địa bàn sau cơn bão số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu 15 trên 15 đội quản lý thị trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường của hàng hóa thiết yếu đang lưu thông trên thị trường trong thời gian trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Cùng với đó, Cục yêu cầu các đội quản lý thị trường phân công trực 24 trên 24 giờ để chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng khác, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường, có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do bão số 3 gây ra để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính. Chúng tôi đã thực hiện cái việc biện pháp là cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thứ hai là chúng tôi đã thực hiện cái việc dán số điện thoại tại các cơ sở kinh doanh. Khi mua bán hàng hóa có tăng giá, có xuống giá thì cái đường dây nóng đó thì người dân mua hàng sẽ điện trực tiếp để chúng tôi có cái biện pháp xử lý kịp thời, tránh cái trường hợp là trong giai đoạn mưa bão là hàng hóa có việc tăng giá, đầu cơ giá để trục lợi. Rồi thứ ba nữa là chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan chức năng như công an huyện, công an thị để tăng cường phối hợp để kiểm tra kiểm soát, đảm bảo cái nguồn hàng cung ứng cho người tiêu dùng không để thiếu trong cái, nhất là trong cái giai đoạn mưa bão. Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh đã có kế hoạch chủ động nguồn hàng hóa thiết yếu, kịp thời phân phối về địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai. Chính điều này giúp ổn định thị trường, không gây xáo trộn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khi thiên tai, bão lũ gây ra. Thời gian tới, dự báo thời tiết thiên tai còn diễn biến bất thường, giá cả hàng hóa có thể có những biến động cung cầu tăng giá với một số mặt hàng. Do đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thiên tai để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 8 năm 2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành trên 94% chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Số thu các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 63% chỉ tiêu được giao năm 2024. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng cường các khoản thu, giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 5% tổng số thu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Nghi Sơn được thành lập từ năm 2017, là nơi lưu trữ, trung chuyển hàng hóa hai chiều từ các tàu cập cảng đi khắp các tỉnh thành trong cả nước và ngược lại.
giúp việc giao thương giữa quốc tế và trong nước qua đường bộ, đường biển trở nên nhanh chóng, đơn giản. Năm 2023, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn đạt 45,8 triệu tấn. Nhiều năm gần đây, nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn trở thành nguồn thu chủ đạo của Hải quan Thanh Hóa và chiếm tới gần 50% số thu ngân sách toàn tỉnh. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Nghi Sơn có gần 320 cán bộ lao động. Kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, đóng nộp và thực hiện đầy đủ chế độ quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hiện nay, công ty có gần 320 cán bộ nhân viên lao động. Thì trong thời gian qua, công ty đã thực hiện khá tốt cái chế độ chính sách đối với người lao động, trong đó có chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tháng nào là dứt điểm trong tháng đấy. Tính đến hết tháng 8 năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là 231.742 người, bằng 100% cùng kỳ, bằng 94,62% so với kế hoạch tạm giao. Số thu lũy kế đến hết tháng 8 năm 2024 là 753.810 triệu đồng, bằng 107,91% so với cùng kỳ và bằng 63,06% so với kế hoạch tạm giao. Số thu tăng so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp đã thực hiện tăng lương tối thiểu vùng. Khối hành chính sự nghiệp đã có nghị định về tăng lương cơ sở nhưng chưa được cấp nguồn kinh phí cho cán bộ công chức viên chức trong khu vực công. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn hiện là 63.327 triệu đồng. Một số đơn vị trước đây luôn thực hiện tốt, nộp đúng kỳ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Nhưng hiện nay đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên có xu hướng chậm nộp. Các đơn vị này đang nỗ lực thực hiện cam kết đóng nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động vào cuối năm 2024. Và thì do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, khủng hoảng kinh tế và do cái đặc thù của ngành dịch vụ thì ảnh hưởng cũng rất là lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ khách sạn Anh Phát. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo cũng như là toàn thể cán bộ nhân viên vẫn luôn cố gắng để đồng hành và khắc phục hạn chế những khó khăn đấy. Và bên cạnh đấy thì công ty dịch vụ khách sạn Anh Phát thì luôn ưu tiên hàng đầu về cái việc là quan tâm đến, chăm lo đến đời sống cán bộ của cán bộ nhân viên, đặc biệt là trong đối chế độ chính sách với người lao động. Thì hiện tại thì công ty đang quyết tâm và cũng đang phấn đấu để giải quyết tốt nhất đến cái chế độ cho người lao động và phấn đấu vào cuối năm 2024 ạ. Từ nay đến cuối năm và hoàn thành cái chỉ tiêu được giao thì chúng tôi thực hiện rà soát các doanh nghiệp trên cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng. Trong đó chúng tôi chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đấy là cái nhóm doanh nghiệp mới thành lập và chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Và nhóm thứ hai là nhóm các doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở dữ liệu và giữa các cơ quan chức năng, trong đó có sự chênh lệch số người kê khai đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp hơn so với số liệu kê khai của ngành thuế. Và từ đó thì chúng tôi sẽ gửi cái thông báo đóng tới doanh nghiệp, gửi thông báo lần một, lần hai. Và về việc trách nhiệm đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Đấy. Thì sau đó là chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng như phòng lao động, cơ quan thuế, công an cùng với chính quyền địa phương và tổ chức các hội nghị làm việc và phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội và đề nghị đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ nay đến cuối năm 2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hộ cận nghèo, nông lâm ngư diêm nghiệp. Tập trung đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, cấp mới sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng. Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM. Chương mục Nhà nước và pháp luật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.